Thưa quý vị, nhằm đảm bảo quyền lợi an sinh cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm xã hội cho nhóm này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất 3 chế độ cơ bản mà người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được hưởng, tương tự như tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có giám định mức suy giảm khả năng lao động, chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp phục vụ, hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, do bảo hiểm thương mại với mục tiêu lợi nhuận nên sẽ có những hạn chế nhất định trong việc thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh cho người bị nạn và thân nhân của họ vì thế đề xuất trên được đánh giá là điều cần thiết và hợp lý